Nếu vào một ngày mà quý vị và các bạn bất ngờ nhận được tin nhắn hay là cuộc gọi đến báo là số thuê bao của quý vị và các bạn trúng thưởng với giải thưởng lên đến vài triệu đồng thì cũng đừng vội vui mừng. Vâng, bởi rất có thể số điện thoại của quý vị và các bạn đã nằm trong tầm ngắm của một số đối tượng nào đó gài bẫy lừa tiền. Phóng sự sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn chiêu thức lừa đảo tinh vi này. Theo lời mời gọi, quảng cáo của các công ty thương mại, nhiều khách hàng chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng là có thể sở hữu được một chiếc điện thoại đắt tiền lên tới cả chục triệu đồng. Thế nhưng sau khi đã đồng ý trả tiền để nhận hàng, chiếc điện thoại mà khách hàng nhận được chỉ là những chiếc điện thoại rẻ tiền có xuất xứ từ Trung Quốc như thế này. Điều đáng nói là khi nhận hàng qua bưu điện, người mua không được kiểm tra sản phẩm. Tôi ra thì nó kêu, mới nói là chị không phải cái Galaxy G7 này là cái hiệu Hego. Cái nó mới nói là cái hiệu Hego này là bán sản xuất ở bên Mỹ, bán bên Mỹ trị giá là 12.280.000. Anh Ngô Văn Út, bưu tá giao hàng nhiều năm tại thị trấn Lai Vung cho biết, thời gian qua, nhiều người dân địa phương đã mắc bẫy với chiêu lừa trúng thưởng qua điện thoại như thế này. Vì không được kiểm tra sản phẩm trước khi ký nhận với những gói hàng không đồng kiểm, khách hàng rất dễ gặp những món hàng kém chất lượng nhưng không thể yêu cầu đổi trả, đền bù. Khi mà gửi xuống tới bưu điện đi phát thì gặp những trường hợp là không có đồng kiểm mà bắt buộc người dân phải đóng tiền vô. Nhưng mà khi đóng tiền vô nhận cái sản phẩm đó rồi thì sản phẩm đó không đúng chất lượng. Mấy cái hàng đó đa phần là không cho đồng kiểm là nó kém chất lượng nhiều hơn, xác suất nó rất là nhiều. Theo lãnh đạo Bưu điện huyện Lai Vung, Bưu điện chỉ là đơn vị trung gian đảm bảo việc chuyển phát cho người mua và người bán. Trong đó với những gói hàng mà người bán không cho phép đồng kiểm thì Bưu điện và người nhận không được kiểm tra nội dung bên trong gói hàng trước khi có sự đồng ý ký nhận của người nhận. Lợi dụng tính chất giao dịch này, nhiều công ty đã sử dụng chiêu thức bán hàng treo đầu dê, bán thịt chó. Không có dấu đồng kiểm thì coi như mình cũng không biết cái đó là cái gì trong đó. Là người giữa người mua với người bán biết, mà bưu điện chỉ là chuyển phát thôi. Nó nói là trong vòng 24 tiếng là có người xuống đổi, là bữa nay là 18 tây, là hứa là ngày hôm qua xuống nhưng mà nghi ngày hôm qua không có. Những gói hàng không đồng kiểm nhằm tăng tính an toàn cho hàng hóa ký gửi. Song nhiều công ty đã lợi dụng điều này để thu lợi bất chính từ khách hàng. Cũng phải nói thêm, nếu không có sự nhẹ dạ cả tin và ham lợi thì chắc chắn không có quá nhiều người dính phải bẫy lừa trúng thưởng như thế này.